Giải đọc siêu nhân, tác giả John Berwin. Phần 1: Sức mạnh của sự hiệp một. Chương 1: Câu hỏi hay né tránh. Lưu ý đặc biệt từ tác giả. Thưa độc giả thân mến, nếu bạn chưa đọc thì tôi thật sự khuyên bạn hãy đọc phần giới thiệu. Phần này sẽ giúp bạn hiểu nội dung sứ điệp. Chúc bạn đọc vui vẻ. Giải đọc siêu nhân. Có phải sách này nói về siêu nhân không? Không. Nhưng có những sự tương đồng hấp dẫn giữa câu chuyện siêu nhân và đời sống đức tin của chúng ta. Chúng ta hãy xem xét những sự tương đồng này. Siêu nhân không đến từ thế giới này. Con cái của Đức Chúa Trời cũng không thuộc về thế gian này. Anh ta sở hữu các sức mạnh siêu phàm mà những con người bình thường không có. Chúng ta được ban cho quyền năng một cách siêu nhiên mà những người thuộc về thế gian này không có. Anh ta chiến đấu chống lại điều ác. Chúng ta chiến đấu chống lại ma quỷ. Anh ta bảo vệ và giải phóng những người bị kẻ phản diện áp bức. Còn chúng ta thì bảo vệ kẻ yếu và buông tha kẻ bị cầm tù được tự do. Anh ta thì nhận sức mạnh từ mặt trời. Chúng ta nhận sức mạnh từ Đức Chúa Trời. Chỉ có duy nhất một chất có thể ngăn siêu nhân, đó chính là chất Kryptonite. Một loại chất phóng xạ giả tưởng, có nguồn gốc từ hành tinh của siêu nhân. Và tương tự, có một chất diệt siêu nhân từ hành tinh của chúng ta có thể vô hiệu hóa con cái của Chúa. Đúng vậy, nó không bắt nguồn từ quả đất, nhưng nó được chế tạo từ dưới hành tinh này. Chất này không chỉ vô hiệu hóa những năng lực của siêu nhân khi anh ta hoạt động trên đất, mà nó còn khiến anh ta yếu ớt hơn cả một con người bình thường. Chất diệt siêu nhân này về phương diện thuộc linh cũng làm điều tương tự. Ồ, vậy chất diệt siêu nhân của chúng ta là gì? Trước khi tiết lộ danh tánh của nó, tôi cần chế ra một câu chuyện. Lợi thế lớn của chất diệt siêu nhân đối với siêu nhân là rất khó nhận ra, nên siêu nhân có thể bị tác động của chất này mà vẫn chưa phát hiện ra. Cũng vậy, chất diệt siêu nhân của cơ đốc nhân sẽ làm suy yếu các tín hữu lẫn hội thánh Chúa, nhưng nhiều người vẫn không nhận ra nó. Mục đích của cuốn sách này là xác định nó và tiết lộ cách để loại trừ khả năng cùng các ảnh hưởng của nó trên chúng ta là các tín hữu và hội thánh. Nào, chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu hỏi. Khát vọng lớn lao. Khát vọng lớn lao của chúng ta là gì? Tôi nói chúng ta, bởi vì nếu chúng ta thành thật thì điều này giống cho mỗi một chúng ta. Có phải chúng ta đều muốn thành công không? Muốn làm người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình không? Muốn được nổi tiếng không? Muốn có hôn nhân hạnh phúc? Muốn hưởng vui? Muốn tình bạn tuyệt vời? Muốn trở thành một thành viên của một cộng đồng tràn đầy sức sống? Muốn có sức khỏe tốt? Muốn giàu có để làm thứ gì mà mình thích không? Tất cả những thứ trên đều hấp dẫn và phần lớn là cần thiết. Nhưng có phải đó là khát khao lớn lao của chúng ta hay không? Chẳng lẽ chúng ta không biết có những người có tất cả những thứ trên nhưng vẫn cảm thấy hoàn toàn trống rỗng? Chúng ta há không nghe những câu chuyện về các diễn viên ở Hollywood, các giám đốc điều hành, các vận động viên chuyên nghiệp, các lãnh đạo chính phủ và nhiều người khác nữa hay sao? Họ đã đạt được những thứ mà xã hội cho là đến đỉnh của danh vọng trong cuộc đời. Nhưng họ vẫn thấy họ thiếu một cái điều gì đó. Trong sự trống rỗng đó, một số người quay sang dùng ma túy, nghiện rượu bia và rơi vào chuyện trai gái. Có người quay sang tìm các tôn giáo, các tà đạo, các tà giáo, mong rằng nó sẽ lấp đầy khoảng trống đang gặm nhấm bên trong họ. Nếu chúng ta thành thật, tận sâu thẳm bên trong lòng của tất cả chúng ta đều biết là vẫn còn đó nhiều thứ khác. Sự thỏa lòng thật sự mà mỗi người nam hay người nữ khao khát, dù họ có nhận ra hay không,
chỉ có thể được tìm thấy trong mối quan hệ thân mật với đấng tạo hóa mà thôi. Dù bạn nghĩ gì về Thượng Đế đi nữa, Ngài là nỗi khát vọng sâu xa nhất của bạn. Sự thỏa lòng và mãn nguyện mà con người tìm kiếm chỉ có thể tìm thấy trong việc quay lại hòa thuận với Thượng Đế. Thực tế là Đức Chúa Trời đã gieo cõi đời đời trong lòng con người. Truyền đạo đoạn 3 câu 11 chép. Nếu sự lừa dối không kiểm soát chúng ta thì theo bản năng có ở trong lòng chúng ta đều khao khát vua đời đời. Xem trong Timôthê nhất đoạn 1 câu số 17. Lời Chúa nói về mỗi con người đó là gì ạ? Bởi những gì có thể biết về Đức Chúa Trời đều rõ ràng đối với họ vì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Vì những gì của Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, kể cả quyền năng vĩnh cửu lẫn thần tính của Ngài, thì từ thuở sáng tạo vũ trụ đã được thấy rõ nhờ nhận thức về các tạo vật, nên họ không còn cách nào bào chữa được. Roma đoạn 1 câu 19 và 20. Thượng Đế không xa lạ đối với mọi người. Nếu mọi người nam hay nữ thật sự thành thật, họ sẽ thừa nhận vào một lúc nào đó trong đời, họ có một khao khát sâu xa muốn biết Thượng Đế theo bản năng. Tất cả chúng ta đều biết Chúa là toàn tri, toàn năng và toàn tại. Tất cả những ai đã bước vào mối quan hệ với Ngài thì đều biết sự hiện diện, quyền năng, sự vinh hiển, sự oai nghi của Ngài là không thể dò thấu và không gì sánh bằng. Ngài quyền năng đến độ ở thiên đàng, một số thiên sứ đầy quyền lực trong vũ trụ được gọi là Seraphim, liên tục kinh ngạc và cùng nhau tung hô sự vĩ đại lạ lùng của Ngài. Các thiên binh đông đảo có hàng ngàn, hàng tỷ này đều tung hô lớn tiếng với lòng nhiệt huyết, với cả sức mạnh đến nỗi tiếng vang của họ làm rúng động các cổng của thiên đàng. Sự khôn ngoan, sự thông sáng, sự sáng tạo, sự khéo léo và tri thức của Chúa quá bao la và không thể dò thấu. Trong nhiều thế kỷ, các nhà khoa học tài giỏi nhất đã tìm kiếm và nghiên cứu các bí mật của công trình sáng tạo của Chúa, nhưng chưa ai có thể hiểu hết độ phức tạp và diệu kỳ của nó. Không một con người nào đã từng hiểu thấu hay kinh nghiệm đầy đủ sự nhân từ, lòng trắc ẩn và thương xót của Ngài. Tình thương của Chúa không có ranh giới. Sau khi tận hưởng các đặc ân sống trong mối quan hệ với Ngài gần 40 năm, mới đây tôi mới lại được ngập tràn khi nghĩ về đấng sáng tạo đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi sự đoán phạt mà chúng ta tự mình gây ra. Ngài đã ban cho loài người chúng ta tất cả thẩm quyền để quản trị quả đất, nhưng chúng ta lại giao nó cho kẻ thù của Ngài. Chính là Sa-tăng cùng bè lũ của hắn. Dù biết trước sự phản bội của chúng ta, Ngài cũng đã lên kế hoạch và sẵn lòng trả một cái giá lớn để kéo chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ và ngục tù. Ngài thực hiện điều đó mà không vi phạm lời Ngài. Tức là để làm việc này, Ngài phải trở thành con người. Vì Đức Chúa Trời đã ban quả đất cho con người, Ngài không thể lấy lại với tư cách Đức Chúa Trời. Cần một con người để lấy lại quả đất, quý vị ạ. Đây là sự khôn ngoan khi Chúa Giê-xu được hạ sinh bởi một nữ đồng trinh. Ngài đã trở nên 100% là con người, nhưng vì cha Ngài là thần linh, nên Ngài được tự do khỏi bản chất nô lệ mà loài người đã mắc phải. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời được tỏ bày trong xác thịt. Ngài biết khi cứu chuộc chúng ta, Ngài sẽ chịu khổ khủng khiếp. Nhưng Ngài yêu thương chúng ta quá nhiều đến nỗi Ngài tự nguyện chọn trả giá để chúng ta được tự do. Cả cuốn sách này và nhiều cuốn sách khác đều có thể viết về sự tốt lành, tình thương, quyền năng và sự oai nghi tuyệt vời của Ngài. Nhưng điều mà thôi thúc tôi viết cuốn sách này là một vấn đề khác. Câu hỏi hay bị né tránh.
Vì chúng ta là con cái của một Đức Chúa Trời đáng kính, nên một kết luận hợp lý đó là chúng ta phải kinh nghiệm một đời sống phi thường. Điều này không chỉ hợp lý mà Kinh Thánh cũng ủng hộ lập luận này. Chúa hứa cho chúng ta tất cả những điều sau. Đó là gì ạ? Bản tánh thiên thượng của Ngài. Bản tánh không ích kỷ, tình yêu thương vô điều kiện và tấm lòng tha thứ, niềm vui và bình an không diễn tả được. Kế đến đó là quyền năng siêu nhiên, là an sinh, là năng lực, là sức khỏe, là an toàn và ổn định. Danh sách này còn rất dài, còn rất nhiều. Chúa cũng hứa cho chúng ta có được sự khôn ngoan thiên thượng, có tri thức, có sự thông hiểu, có sự khéo léo, có cái nhìn sâu sắc và óc sáng tạo. Tất cả những điều này được định để mang lại kết quả và thành công trong các nỗ lực của chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta được Chúa hứa ban những thuộc tính thiên đàng. Hãy nhớ lại rằng, Chúa Giê-xu đã tuyên bố dứt khoát rằng vương quốc của Ngài ở bên trong chúng ta. Chính vì vậy, ý muốn của Ngài phải được thực hiện ở đất cũng như ở trời. Thế nhưng, các phẩm chất này dường như không được bày tỏ ở cấp độ cá nhân lẫn cấp độ hội thánh. Nếu đánh giá thành thật, chúng ta có thấy sự khác biệt đáng kể giữa con dân Chúa với người thế gian không? Chúng ta là môn đồ của Chúa có nổi trội hơn người ngoại không? Chúng ta có chiếu sáng giữa một thế hệ tối tăm này hay không? Hãy xem tỷ lệ ly dị của cơ đốc nhân có sự khác biệt rõ rệt giữa hội thánh Chúa và người đời hay không? Chúng ta có chịu khổ do bị ganh tị, ganh ghét, đàm tiếu, gây gổ, chia rẽ do mối quan hệ bị đổ vỡ hay không? Chúng ta có nhìn thấy nhân cách, tính liêm khiết và lối sống đạo đức khác với những băng hoại của xã hội chúng ta không? Giữa tín hữu và người không tin Chúa, có sự gì khác biệt rõ ràng về sức khỏe và sự an sinh hay không? Chúng ta có dư dật tài chánh không? Chúng ta có khả năng đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng và rao truyền tin lành của Ngài cho mọi người ở thế gian này hay không? Tất cả những điều này nghe có vẻ quá viển vông hay là quá xa vời, phải không? Trong Cựu Ước đã từng có một thời kỳ mà bạc nhiều như đá và được xem là không có giá trị vì nó quá nhiều. Xem trong Các Vua Nhất đoạn 10 câu 21 và 27. Còn ngược lại, bây giờ trong thời Tân Ước, tôi hay gặp các lãnh đạo hội thánh tranh chiến vì thiếu thốn tài chánh. Tôi cũng gặp các mục sư muốn giúp đỡ cộng đồng địa phương của mình, nhưng không thể giúp được vì thiếu nhân lực, thiếu tài chánh và các phương tiện khác, thiếu hết. Trong cả hai trường hợp trên thì đây có phải là ở đất cũng như ở trời hay không? Chúa Giê-xu hứa khi chúng ta trước hết tìm kiếm nước Chúa và sự công chính của Ngài thì mọi điều chúng ta cần sẽ được ban cho chúng ta. Việc thiếu thốn tài chánh không thể ngăn Chúa Giê-xu làm điều Ngài cần làm dù chỉ một lần. Không may thay, có những sự giảng dạy quá khích trong hội thánh về giàu có và thịnh vượng. Những sự giảng dạy không quân bình này khiến người ta tin rằng giàu có dư dật là xấu xa. Nhưng nếu chúng ta không có gì thì lấy cái chi, lấy cái gì mà dâng hiến đây quý vị? Khi chúng ta để sự đeo đuổi nước Chúa chiếm hữu chúng ta, Ngài sẽ giao cho chúng ta những tài sản cần thiết để mở rộng ý muốn của Ngài trên đất. Đức Chúa Trời không phải là một nhà lãnh đạo keo kiệt. Ngài không yêu cầu các môn đồ của Ngài thực hiện ý muốn của Ngài mà không cung cấp cho họ những công cụ cần thiết. Quan trọng hơn, Đức Chúa Trời là cha tốt lành của chúng ta. Ngài muốn ban phước cho con cái của Ngài, nhưng Ngài không muốn của cải chiếm hữu chúng ta. Chính cái việc tham tiền, chứ không phải là tiền. Xin nhắc lại, chính việc tham tiền chứ không phải là đồng tiền. Tham tiền là căn nguyên của mọi tội ác. Có một thời kỳ ở nước Israel thời xưa, khi mà cả nước đều không có đến một người nghèo. Chúng ta đọc trong các vua nhất
đoạn 4 câu 25. Trọn đời Salomon trị vì Juda và Israel, từ Dan cho đến Beersheba, sống an cư lạc nghiệp. Ai nấy đều sống an lành dưới bóng cây nho và cây vả của mình. Các vua nhất đoạn 4 câu 25. Dan là thành phố xa nhất về phía bắc và Beersheba là thành phố xa nhất về phía nam của nước Israel. Nên Kinh Thánh nói cho chúng ta biết trong cả nước không có một người nào nghèo, không có một cá nhân hay nhóm người nào cần đến tiền trợ cấp của chính phủ. Điều gì đang diễn ra mà đã mang lại sự thịnh vượng như vậy? Thật ra, đây không phải là trường hợp duy nhất xảy ra. Nếu chúng ta xem xét con dân Chúa trong thời Cựu Ước, có nhiều thế hệ đã thịnh đạt một cách lạ lùng, hùng mạnh cả về kinh tế, xã hội lẫn quân sự. Họ có dư dật tài chánh, lương thực và của cải. Khi họ bị kẻ thù tấn công quân sự, họ không hề bị đánh bại mà trái lại luôn luôn chiến thắng. Các nước khác lấy làm kinh ngạc về chất lượng cuộc sống mà dân Israel vui hưởng. Và hãy nhớ, đây là ở thời Cựu Ước, là thời kỳ ít đặc quyền hơn thời Tân Ước. Chúa Giê-xu là đấng trung gian của một giao ước tốt hơn, được lập trên các lời hứa tốt hơn. Xem trong Hebrew đoạn 8 câu số 6. Nếu chúng ta xem cuộc đời của Ngài, chúng ta thấy những chính khách, những nhân viên thuế vụ, những kẻ quyền quý, những cô gái điếm, những kẻ trộm cướp, những người giàu có, những kẻ nghèo hèn, nói tóm lại, đủ loại hạng người đều được thu hút đến với Ngài. Chúa Giê-xu đã thay đổi nhiều cộng đồng mà Ngài đặt chân đến. Ngài không hề thiếu những phương tiện cần thiết để đáp ứng bất cứ nhu cầu nào. Nếu nhóm đồ đệ của Ngài có vấn đề gì, thì cũng không bị hề hấn gì lâu dài. Và thường, những tình huống bất lợi như vậy biến thành những chiến thắng vang dội. Các thành viên của hội thánh đầu tiên được mô tả là những người làm đảo lộn thế giới. Công vụ đoạn 17 câu số 6 chép. Họ cũng không thiếu thốn vì công vụ đoạn 4 câu 33-34 nói rằng tất cả đều được ân sủng dồi dào, trong các tín hữu không còn ai nghèo thiếu. Họ quá đặc biệt đến độ họ thường phải thuyết phục các quan chức chính quyền hay các nhà lãnh đạo cộng đồng rằng họ không phải là thần thánh và không nên thờ lại họ. Các thần dân thuộc thế gian xem các tín hữu này là những siêu nhân trong thế hệ đó. Họ loại trừ bệnh tật và đau yếu khỏi những người ốm yếu. Họ chiếu sáng như đuốc giữa một thế hệ tối tăm. Lại một lần nữa, cho phép tôi hỏi. Lối sống của chúng ta có khác biệt đáng kể so với xã hội của chúng ta sống hay không? Thưa quý vị. Cuộc đời của chúng ta có chói sáng như đuốc đến nỗi người ta xem chúng ta là thần dân của Đức Chúa Trời hay không? Thưa quý vị, chúng ta đã đưa ra những lời biện hộ hay đã thay đổi thần học của chúng ta khác xa với những lời dạy rất rõ ràng của Kinh Thánh để diễn giải rằng lý do là vì những lời hứa này, ôi, chỉ dành cho hội thánh thời đầu tiên và cái phép lạ và quyền năng đã qua đi rồi. Phải không? Các triết giả của Tân Ước đưa ra câu trả lời, nhưng chúng ta lại né tránh không trả lời những câu hỏi khó nuốt này. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta thật sự lắng nghe những gì Kinh Thánh nói? Ở đây tôi không dám dạy đời, mà chỉ yêu cầu chúng ta hãy xem xét câu hỏi này. Đây có phải là nước cha được đến, ý cha được nên, ở đất như ở trời? Phải không? Chúng ta không thể làm ngơ trước những lời của Chúa Giê-xu, nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các người, trong Luca đoạn 17 câu 21. Vương quốc của Ngài đang ở trên đất này, ngay bên trong hội thánh của Chúa. Có phải chúng ta đang sống trong thế hệ của mình như cách Chúa Giê-xu sống trong thế hệ của Ngài hay không? Chẳng phải chúng ta được dạy, người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống hay sao? Giăng nhất đoạn 2 câu số 6 chép như vậy mà.
chúng ta có kết quả như hội thánh đầu tiên đã kết quả khi chinh phục thế giới của họ cho Chúa hay không? Chúng ta có chứng kiến cả một vùng đất đều nghe lời Chúa chỉ trong 2 năm hay không? Xem trong Công vụ đoạn 19 câu số 10. Hãy nhớ, những tín hữu này không có Internet, không có Facebook hay các phương tiện truyền thông khác, không có truyền hình hay truyền thanh gì cả. Vậy mà mỗi người, không chỉ ở một thành phố hay một nước mà cả một khu vực đã nghe đến tin lành. Có phải đây là những điều mà chúng ta đang kinh nghiệm không? Chúng ta hãy thành thật trong sự đánh giá của mình. Chúng ta đã né tránh một sự thật rõ ràng khi nói Đức Chúa Trời không còn vận hành như thế nữa. Như thể chúng ta định ra cái ranh giới của tin lành sao cho phù hợp với điều kiện của chúng ta. Dường như chúng ta đã quay lưng, thậm chí khinh khi với bất cứ sự giảng dạy nào thúc đẩy quyền năng, quyền phép và sự thành công, sự thịnh vượng, sự hiệu quả và đời sống khỏe mạnh. Chúng ta cho rằng sứ điệp như vậy là quá khích, không quân bình và có ý tư lợi gì đây? Quý vị ơi, khi quý vị có thái độ hay tư tưởng như vậy, chúng ta đang bênh vực mình để khỏi phải trả lời những câu hỏi khó nuốt và đưa ra những lời biện hộ vì hội thánh của chúng ta không ảnh hưởng tin lành gì cho thế gian của chúng ta. Vì vậy, câu hỏi mà tôi đưa ra về lý do tại sao chức vụ hay hội thánh của chúng ta không kết quả là câu hỏi mà rất nhiều người, nếu không phải tất cả chúng ta, cần phải trăn trở. Nhưng tại sao hội thánh lại không trả lời những câu hỏi này? Tại sao chúng ta không tìm ra câu trả lời? Phải chăng chúng ta lưỡng lự là vì câu hỏi này sẽ phơi bày những vấn đề mà chúng ta không sẵn sàng giải quyết? Nhưng nếu chúng ta không đặt ra câu hỏi và đưa ra câu trả lời, chúng ta sẽ còn lâu mới đạt được tới mức sống mà Chúa đã hứa và kêu gọi chúng ta. Sau khi ở trong chức vụ đến giờ hơn 35 năm và gần tới tuổi 60, tôi đã sẵn sàng giải quyết câu hỏi này. Thật ra, tôi cảm nhận một sự thôi thúc của Chúa để đối diện vấn đề này. Tôi tin nếu chúng ta thành thật trả lời câu hỏi này từ lời Chúa, thì đời sống đầy trọn mà Chúa kêu gọi chúng ta nhận sẽ được mở khóa. Nếu bạn giống tôi, thích những câu trả lời, thì chúng ta hãy cùng nhau đi theo Kinh Thánh trong hành trình này. Hành trình này rất gian nan, đôi lúc rất đau lòng. Cũng giống như trải qua một ca phẫu thuật phức tạp do một bác sĩ giỏi giải phẫu vậy đó. Bác sĩ luôn quan tâm đến bệnh nhân của mình và thực hiện các bước cần thiết để cứu mạng sống của bệnh nhân. Đức Thánh Linh lại quan tâm đến chúng ta cả về cá nhân lẫn cả về hội thánh, sâu sắc hơn là bác sĩ phẫu thuật nào. Hãy ghi nhớ điều này trong quá trình đọc sách này, vì bạn sẽ thấy có những chương rất khó nuốt. Kết quả mà chúng ta nhận được đó là năng lực, là sức khỏe, là sự sống, là tình yêu và sự sống mới. Tôi tin những câu trả lời này có khả năng thay đổi hướng đi của cuộc đời chúng ta, cộng đồng chúng ta và cả thế hệ chúng ta nữa. Nếu bạn muốn đi với tôi, nào, hãy cùng lên đường nhé. Thực hành. Chúa cảnh báo chúng ta trong Gia-cơ đoạn 1 câu 22, hãy thực hành lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. Lời này cho biết rằng, nếu chúng ta nghe lời Chúa từ Kinh Thánh, từ Thánh Linh hay khi ai đó giảng dạy lẽ thật mà không thực hành, thì chúng ta đã tự lừa dối mình. Chứng cớ chúng ta tin một điều gì đó không phải là khi chúng ta đồng ý với điều người khác dạy dỗ chúng ta, mà đó là khi chúng ta thực hành. Đó là lý do tại sao các phần khuyến khích thực hành này ở cuối mỗi chương rất quan trọng. Mỗi phần đều là cơ sở hữu ích để bạn thực hành ngay những lẽ thật trọng tâm đã được giải bày trong mỗi chương mà bạn vừa mới đọc xong. Các phần khuyến khích thực hành này rất ngắn gọn và không mất thời gian lâu để hoàn thành. Nếu bạn để thời gian làm bài tập mỗi chương, bạn sẽ học được nhiều điều hơn
từ cuốn sách này và kinh nghiệm sự biến đổi sâu xa hơn trong đời sống của bạn. Việc hỏi câu hỏi mà người ta hay né tránh giống như việc đi gặp nha sĩ để trám răng. Nhưng chúng ta cần phải can đảm đối diện để nhận được những lợi ích lâu dài. Cuộc đời của bạn có khác so với thế gian như thế nào? Liệu người ta có nói bạn sống giống như Chúa Giêsu không? Đừng né tránh câu hỏi này, hãy bám theo nó. Nếu bạn sống như Chúa Giêsu thì đời sống bạn sẽ khác biệt như thế nào? Bạn sẽ bỏ đi các thói quen nào? Bạn sẽ thay đổi cách tiếp xúc với những người mà bạn thường xuyên gặp như thế nào? Cách bạn sống với gia đình sẽ khác biệt ra làm sao? Hãy để thời gian viết ra những suy nghĩ của bạn cho các câu hỏi này. Hãy dùng Kinh Thánh làm kim chỉ nam. Việc này sẽ cho bạn một mục tiêu để nhắm đến. Khi bạn đã viết ra câu trả lời, hãy cầu nguyện về câu trả lời đó. Hãy xin Thánh Linh nhấn mạnh một vấn đề nào đó trong những câu trả lời của bạn mà Ngài hiện đang hành động trong đời sống của bạn. Hãy xin Ngài làm cho lẽ thật đó trở nên sống động đối với bạn và ban cho bạn năng lực để thay đổi.